Nguyễn Uy Long xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình Việt TV và kính thưa quý vị, đến với chương trình Tiếng Tơ Lòng ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui mừng để chào đón hai khuôn mặt quen thuộc tại thành phố Seattle của chúng ta. Đó là một nhiếp ảnh gia rất là nổi tiếng, đó là anh Sony, và một khuôn mặt rất là khả ái, đó là cô Chini Chan. Và kính thưa quý vị, như chương trình Tiếng Tơ Lòng chúng tôi thường hay gửi đến quý vị, vâng, chúng tôi muốn làm một cái nhịp cầu để chúng ta cùng nhau chia sẻ những tâm sự đôi lúc chúng ta không biết bỏ cùng ai. Vâng, chúng tôi hy vọng với chương trình này sẽ giúp quý vị có những cái mà khó khăn trong đời sống thì chúng ta có thể nói ra và chúng ta cùng nhau góp ý. Có như vậy chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta không phải lẻ loi một mình. Vâng, thôi thì để đi vào trong chương trình Tiếng Tơ Lòng ngay lập tức, xin mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ anh Sony và Chini Chan. Hello Chini. Dạ, xin chào anh. Dạ, thank you Sony rất là nhiều. Cảm ơn Chini Chan và Sony đã đến với chương trình Tiếng Tơ Lòng ngày hôm nay. Vâng, anh Sony, anh có anh Long biết đây là lần đầu tiên anh em mình đến với nhau và thu hình. Có lẽ là anh sẽ có đôi lời để phải gửi đến quý khán giả của đài truyền hình Việt TV như là một lời chào thân ái. Dạ, Sunny xin chào anh Nguyễn Huy Long. Dạ. Và Sunny xin kính chào quý vị khán giả của đài Việt TV. Vâng, và kính thưa quý vị, nhân đây thì Long cũng xin được phép giới thiệu thêm là anh Sunny là một nhiếp ảnh gia rất là quen thuộc tại thành phố Seattle. Và hầu như tất cả những bức tranh nào mà anh chụp và anh in ra, chúng tôi luôn chọn nó là một cái lưu niệm. Chẳng hạn như quý vị thấy phía sau của chúng tôi, như cái chương trình Tiếng Tơ Lòng, kể đến là công ty Lion Gel. Và ngày hôm nay đặc biệt là một model rất là quen thuộc, đó là cô Linda. Và anh Sony đã in ra và để phía sau cho chúng ta cùng nhau xem. Và nếu như được quý vị thương, thì nếu như quý vị có những thắc mắc gì thì xin gọi Sony Studio và ảnh sẽ giải quyết cũng như là giúp đỡ chúng ta nhiều thêm về những hình ảnh poster. Thôi thì trở lại với Chini Chan, đã lâu lắm rồi không gặp em. Kính thưa quý vị, là nếu như quý vị đã xem chương trình Tiếng Tiếng Tơ Lòng mà xem chương trình TV của Việt TV vào những ngày tháng đầu khi mà chúng tôi mới vừa trình làng ở Seattle về đài truyền hình Việt TV, thì khuôn mặt khả ái này đã đến với chúng tôi. Và từ lâu vì công việc quá nhiều, do đó cô cũng bận rộn và không có dịp để trở lại. Và đây cũng là một cái dịp chúng tôi rất là vui để hân hoan chào đón cô trở lại với chúng tôi, đặc biệt nhất là tham dự chương trình Tiếng Tơ Lòng ngày hôm nay. Chini Chan xin thân ái kính chào các quý vị khán giả thân thương của đài Việt TV. Vâng, cảm ơn Chini Chan. Thôi thì chúng ta nên đi vào chương trình. Và kính thưa quý vị, nhân đây thì Long xin được phép nhắc, chúng tôi không phải là những chuyên gia tâm lý, chúng tôi không là những nhà tâm lý học. Chúng tôi ở đây, chúng tôi chỉ muốn xin được phép góp ý như là một ý kiến riêng cá nhân của chúng tôi mà thôi, chứ không phải là một cái lời cố vấn gì cả. Do đó rất là mong quý vị, nếu như chúng tôi có những cái bất đồng ý kiến với nhau hoặc là ngược lại với cái lá thư mà quý vị gửi, thì nhân đây thì Long cũng sẽ được phép quý khán giả của đài truyền hình Việt TV xin này cũng niệm tình tha thứ, vì tất cả chúng ta ở đây là những người bình thường, những người sống và lớn lên và quen dần với cái kinh nghiệm và theo cái ý tưởng riêng của mình mà đóng góp trong những cái trường hợp mà quý vị gửi về để mà nhận ý kiến từ chúng tôi. Thôi thì để Long đi vào trong chương trình ngay lập tức, chứ không quý vị khán giả đang trông chờ chúng ta. Em cũng hồi hộp nãy giờ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi đang có một cái lá thư trên tay. Long xin chọn nó làm một cái chủ đề để chúng ta nghe, chúng ta dễ hiểu hơn. Đó là tranh cãi việc không hòa hợp chuyện ấy. Chuyện ấy. Không biết chuyện ấy là chuyện gì. Thôi thì chúng ta đành phải nghe cái lá thư vậy. Thân gửi anh Nguyễn Uy Long và quý khán giả của đài truyền hình Việt TV. Trong suốt quá trình chung sống, chồng em không mấy thiết tha với chuyện chăn gối. Anh ấy và em cũng chẳng bao giờ có màn dạo đầu. Em rất buồn, đã tâm sự với chồng nhưng mọi chuyện chẳng cải thiện. Em năm nay 35 tuổi, chồng em 40 tuổi. Em và chồng yêu nhau được 3 năm rồi quyết định sống chung cách đây 1 năm và chính thức kết hôn vào tháng 1 năm 2011. Trong suốt quá trình sống chung, bọn em cũng có nhiều bất đồng vì tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Bọn em cũng chia tay nhau rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng cuối cùng quay trở lại vì cảm thấy không thể sống thiếu nhau, rồi đám cưới cũng diễn ra như bao nhiêu đôi lứa yêu nhau khác. Tụi em có nhiều bất đồng, nhưng em luôn hy vọng sau khi chính thức trở thành vợ chồng thì mọi chuyện sẽ thay đổi vì những ràng buộc trong hôn nhân. Một trong những bất đồng lớn nhất giữa vợ chồng em là quan điểm hoàn toàn khác nhau về quan hệ tình dục. Điều này làm bọn em liên tục xảy ra những trận cãi vã suốt 1 năm qua mà không thể tìm được cách nào dung hòa. Khi đang yêu nhau thì bọn em cũng khá hòa hợp trong chuyện ấy và gần gũi điều đặn. Tuy nhiên, mọi cái không diễn ra theo ý muốn của em.
Từ ngày ở chung đến giờ, có khi 2-3 tháng chồng em không có ham muốn quan hệ. Vì một lần em tưởng có thai ngoài ý muốn, chồng em học hành căng thẳng, áp lực công việc. Em nghĩ vấn đề này tế nhị nên đôi lúc thấy trong người khó chịu, nhưng cũng không muốn nói ra vì mỗi lần đề cập đến chuyện này, tụi em lại gây nhau. Xin cho em một lời khuyên, chồng em là người có học thức, giỏi, thành đạt, nhưng sao anh ấy không hiểu những điều cơ bản nhất trong đời sống gia đình. Em chỉ sợ để lâu ngày như vậy, mình sẽ bị lạnh cảm, hoặc ngoại tình, hoặc đến một lúc nào đó không thể chịu nổi cuộc sống đơn diện như vậy nữa. Xin chân thành cảm ơn và rất mong sự giải đáp của quý khán giả. Chi Anh ở Everest. Em thấy là cái nỗi lo sợ của Chi Anh rất là đúng, là bởi vì nếu mà để như vậy hoài thì là nó sẽ đi đến những cái chuyện không hay, hoặc là lãnh cảm lương, hoặc là cái nhu cầu của mình sẽ phải đổ qua một cái chỗ khác, đúng không anh? Đúng. Anh Sơn còn anh có ý kiến gì với cái lá thư của Chi Anh? Anh thì cũng đồng ý với Ginny giống như vậy. Nhưng mà ở trong cái vấn đề mà cái cuộc sống hàng ngày đó thì nó có rất là nhiều cái thay đổi. Hôm nay đó thì mình nghĩ gì, ngày mai đó mình nghĩ khác. Có thể đó, anh nghĩ đó là chồng của cô Tri Anh đó là muốn xây dựng một cái hạnh phúc gia đình cho thật lâu, thật dài. Bởi vậy nên anh, ông xã mới try để mà đi học thêm. Thì vì cái đó, công việc ở phía ngoài rồi học vấn này nọ nữa thì nó mới bị quá căng thẳng đi. Thì khi mà về nhà đó, có những lúc hơi hờ hợt với vợ thành ra nó mới như vậy. Thì nếu mà em có thông cảm được cái nỗi khổ của người chồng thì hãy giúp cho chồng tạo dựng cái con đường đi better hơn. Nhưng mà em thấy như vậy nè anh Sony, em chưa thấy nỗi khổ của người chồng đâu, em thấy nỗi khổ của người vợ nhiều hơn. Tại vì nãy giờ là cũng chưa có nghe cổ nói là anh chồng khắc khoải về chuyện gì, chỉ thấy là ham học rồi rất là thờ ơ với chuyện gia đình. Và một điều nữa đó, Ginny để ý nữa là thấy là cái câu Chi Anh nói đó là hai người rất là khác biệt với nhau ngay từ đầu, gây lộn hoài, rồi xong rồi break up rồi lại quay lại. Thì đối với em đó cũng là một cái warning sign mà có lẽ hai người nên tìm hiểu nhau kỹ hơn trước khi lập gia đình. Và một điểm nữa mà em thấy ra từ cái lá thơ nữa đó là một cái điều mà phụ nữ mình hay gặp phải là mình ước mong là khi mà lập gia đình rồi sẽ có nhiều thay đổi, hoặc là mình muốn người chồng mình thay đổi, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Khoan, nhưng mà thưa quý vị, như Trang nói đây thì Long Phép xin phép nói rằng là như vậy em có nghĩ là đàn bà, các bà muốn nhiều quá ở chúng tôi không? Không phải là muốn nhiều quá anh à, nhưng mà chỉ là muốn xây dựng một cái hạnh phúc. Thì là khi mà mình thấy cái sự khác biệt giữa hai người với nhau đó, mình hy vọng là khi lập gia đình rồi thì cái người chồng của mình sẽ thay đổi và hoàn cảnh sẽ thay đổi để khá hơn. Và cái điều là cái điều mà em thấy là một cái problem lớn nhất phụ nữ hay gặp phải hay là hay mắc phải, là mình hy vọng là sẽ được thay đổi hoặc là người chồng mình sẽ thay đổi. Nhưng mà em có nghĩ rằng có đôi lúc trong cuộc sống, kính thưa quý vị, chúng ta muốn một cái người bạn của chúng ta thay đổi, nhưng mà có bao giờ chúng ta hỏi lại chính bản thân chúng ta có thay đổi trước để cho người đó thay đổi hay không? Thay vì chúng ta chỉ muốn chúng tôi có cái điều này, chúng tôi có cái điều kia. Thành thử ra bây giờ trong cái vấn đề này thì nhân cái cô Chi Anh có hỏi là anh nghĩ rằng là vì cổ đã đang khao khát như một những người phụ nữ khao khát khác hay là những người đàn ông khao khát, nhưng mà vì cái chuyện là anh ấy không có đáp ứng theo cái điều mà cô ấy muốn, thành thử ra cổ mới cảm thấy khó chịu, do đó mà mới gửi thơ về trên đài truyền hình Việt TV với chương trình Tiếng Từ Lòng, và nhờ các anh chị em chúng ta có một cái ý kiến nào khác hơn không? Chẳng hạn như nếu như mà chúng ta có thể nói với ông chồng rằng là anh phải nên ân cần với vợ hơn, nên chiều chuộng vợ hơn, vợ chồng có nên cần nhau đi ăn, đi uống, đi chơi để tạo cho những cái không khí romantic hơn. Đó là cái điều mà em nghĩ là Chi Anh cần nên đưa ra thẳng thắn và trực tiếp và rất là cởi mở với chồng điều đó. Tức là tuy là học hành hay là muốn nhắm về tương lai, mà thực sự ra đó cũng chỉ là mình đoán thôi, chứ mình cũng không biết là có thực sự ảnh như vậy hay không. Nhưng mình biết được cái nỗi lòng của Chi Anh là như vậy, thì cho nên cái điều mà nên cởi mở ra và nói thẳng và đặt ra trước mắt là nếu hai chúng ta tiếp tục như vậy sẽ đi đến ngày đổ vỡ. Và trong đây cổ có nói rằng là mỗi lần đề cập đến chuyện ấy là gây lộn. Là gây lộn.
Anh Sơn anh nghĩ sao? Mỗi đàn ông không biết. Chúng mình cũng đàn ông nhưng mà. Thưa quý vị, thì theo Cindy nghĩ đó, cái chuyện mà phòng the bây giờ mà mình đem lên trên này mà mình mổ xẻ mà nó quá detail vậy đó thì tội nghiệp cho cái gia đình nhỏ của người ta. Thì được, cho Cindy nói chút chút sơ qua về cái quan niệm của Cindy thôi. Bây giờ cho Cindy làm cái người đàn bà đi, làm cái người là cô Tri Ân đi. Yeah. Thì nếu mà Cindy là cô Tri Ân ở trong cái bức thơ đó thì thay vì một tuần 7 ngày cho ông chồng đi học hết, không, 7 ngày cho cái người chồng đi học hết thì để người chồng đi học 5 ngày thôi. Rồi cái ngày thứ chiều thứ 6, chiều thứ 7 đó là mình là cái người vợ, mình sẽ prepare sẵn một cái gì nhỏ nhỏ, một cái đèn cầy, hai một cái chai rượu chát, hai cái ly rượu để ở nhà. Anh ơi, hôm nay đó mình ăn dinner với nhau, mình cuốn với nhau. Rồi ông chồng ông uống hai cái chai rượu chát đó. Ông ngủ luôn. Anh đi nghỉ sao? Nói là không nên đi vào chi tiết, mà thấy anh có bọn mình chi tiết hơn nữa. Anh đi còn lẹ hơn tụi này nữa, lợi hại hơn nữa. Vâng, kính thưa quý vị, là chúng tôi đưa những cái ý vì thật sự ra đúng, anh Sunny nói rất là đúng, là vì đây là một cái chuyện nó rất là tế nhị. Đôi lúc chúng ta đưa ra để chúng ta nói, để chúng ta bàn bạc, cái điều đó rất là khó. Mà Thái Long nghĩ nếu như bây giờ việc đầu tiên mình tìm hiểu cái người bạn đời của mình, kế đến nếu cần thì mình sẽ nhờ đến bác sĩ hay là cái gì đó chấm chấm, phải không? Thì Jenny nghĩ như vậy nè, tức là đúng, nếu mà nói theo cái sự thay đổi thì đó là cái những cái thay đổi mà mình là người phụ nữ, mình có cái concern đó, mình có cái nỗi lo đó, mình có thể làm để mình tạo ra một những cái hạnh phúc nhỏ nhỏ đến để mình nhắc nhở cái người chồng của mình là anh ơi, hạnh phúc là ở đây chứ không phải là ở đâu xa hết. Mà nếu mình không vun xới bây giờ thì mình sẽ không có tương lai với nhau. Và đó là một cái cách nói gián tiếp hay là một cách nói rất là hay, thay vì là cãi vã hoặc là gây lộn, là bởi vì nói rất là gây, phải không anh? Cho nên đó là những cái hành động và những cái đó là những cái thay đổi nhỏ nhỏ mà mình có thể làm được để mình gián tiếp đem cái hạnh phúc và xây dựng cái hạnh phúc trước, để cho cái người chồng có thể thấy là wow, cái này là cái mình có thể làm được, cái này là durable, không đến nỗi nào. Rồi thế thì bây giờ mình, cái câu hỏi mình đặt ra cho chị anh là như cổ đây, cổ hỏi mình bây giờ nếu như mà cổ chịu không nổi, cổ phải ngoại tình, cổ phải thế này thế kia thế nọ, thì cái điều đó có nên làm hay không? Đương nhiên chắc chắn là mình sẽ là câu là không, nhưng mà con người chúng ta vẫn là con người bình thường, chúng ta có những cái đòi hỏi theo cái yếu tố của thân thể. Cho nên em mới nghĩ rằng là chẳng thà mình nói thẳng, nói trước và nói cởi mở, hai người nói với nhau. Tại vì đó, nếu mình không nói với chồng mình thì mình nói với ai bây giờ? Đúng. Như vậy thì ý của Jenny và anh Sunny là nên ngồi lại với ông chồng và đặt ra vấn đề. Đây là vấn đề chính, chứ mình không còn phải nể nang hay là ngại ngùng hay này, không, hay là cái giống như là theo tính cách tế nhị nữa. Dạ. Mà cái đó là nên ngồi xuống đặt ra vấn đề. Dạ. Đó là một chuyện. Và chuyện thứ hai nữa, Jenny nghĩ rằng là hai người đã bắt đầu từ những khác biệt rồi. Tức là cái tính cách đã khác biệt nhau, theo như cái lời Chi Anh kể là đã khác biệt ngay từ đầu rồi. Thì cái điều đầu tiên á, nếu mà trong cái chuyện phòng the mình có thể giải tỏa được những cái chuyện khác, có thể nó cũng sẽ đi theo. Từ cái đó đó, từ theo cái công thức đó, mình cũng có thể đi theo những chuyện khác, là mình nói bây giờ đến những chuyện khác là như vậy. Nhưng mà tức là Chi nghĩ là dù gì đi nữa, mình vẫn phải nên cởi mở và vẫn phải bàn ra thẳng thắn hai vợ chồng với nhau. Vì một điều rất rõ ràng mình có thể nói trước, đây là những cái nhu cầu của con người và cái nhu cầu để mưu cầu hạnh phúc, phải không anh? Đúng không? Mà nếu mình không giải quyết được thì cái nhu cầu đó nó cũng sẽ phải được đáp ứng, không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác. Mà nếu mà không được thì cái cách khác đó có thể sẽ không hay. Đúng vậy. Tóm lại là theo như chúng tôi thì chúng tôi khuyên Chi Anh nên gặp ông xã và ngồi xuống và hai người cùng nhau nói chuyện. Rồi từ đó nếu như có những cái gì thắc mắc nữa thì mời Chi Anh gửi thơ về với chương trình Tiếng Tư Lòng và chúng tôi sẽ cố gắng góp ý. Vâng, kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trả lời quý vị trong phần chương trình Tiếng Tư Lòng.